Hello guys, nice to meet you. I'm Tang from Ama English. Welcome to the next episode in the series Must Have Grammar for Communication. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học ngữ pháp tiếng Anh thực chiến cùng với Thanh, được phát sóng vào lúc 9 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Ama English. Rất mong sẽ nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía các bạn và hãy subscribe kênh để đón chờ những video clip mới nhất, cũng như là like và share video clip để nhiều người biết đến kênh nha. Cảm ơn các bạn. Now, let's get started. In today's lesson, we're gonna learn the structure I have to do something. Are you ready? Let's go! Hôm nay chúng ta quay trở lại với một cấu trúc vô cùng đơn giản mà Thanh tin chắc rằng các bạn sẽ sử dụng nó hàng ngày luôn. Đó là I have to do something. Tạm dịch là tôi phải làm gì đó. Bình thường từ have mình đã học từ những bài trước rồi. Nó có nghĩa sẽ là có, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu mà mình có cụm từ là have to plus verb thì lại có nghĩa hoàn toàn khác, đó là tôi phải làm một cái việc gì đó. Và các bạn lưu ý là sau have mình sẽ cộng với to verb trong cái cấu trúc này nhé. Ok, alright. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến xem một số ví dụ của cấu trúc này nhé. Các bạn lưu ý, mặc dù đây là series học ngữ pháp ứng dụng trong giao tiếp, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng học được rất nhiều các cụm từ từ vựng để nâng cao vốn từ vựng của mình luôn. Không những thế mà khi học theo phương pháp này, các bạn còn biết cách sử dụng những từ vựng mà mình đã học, làm cho những từ vựng đấy được vận dụng nhiều hơn và nhớ lâu hơn nữa. Và chúng ta lưu ý là mình không nên học từ vựng một cách riêng lẻ, vì như vậy chúng ta chỉ biết nghĩa mà không biết cách sử dụng nó như thế nào. Như vậy thì rất uổng, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nó nhé. Thanh có một số ví dụ đưa ra cho các bạn. Number one, tôi phải đi ngủ muộn. Mình sẽ có cụm từ là đi ngủ muộn là gì nhỉ? Yes, go to bed late. Good job, go to bed late. Vậy thì tôi phải đi ngủ muộn mình sẽ là I have to go to bed late. One more time, I have to go to bed late. Good job. Number two, tôi phải thức dậy sớm vào ngày mai. Ok, thức dậy sớm là get up early. Get up early. Cả câu sẽ là I have to get up early tomorrow. Repeat after me. I have to get up early tomorrow. Good job. Number three, khi mà Thanh muốn nói là tôi phải chạy để bắt kịp xe buýt, mình sẽ có cụm từ là bắt xe buýt là gì nhỉ? Yes, catch the bus. Catch the bus. Và cả câu là I have to run. Tôi phải chạy, đúng không ạ? I have to run to catch the bus. I have to run to catch the bus. Good job. Number four, tôi phải tới trường bây giờ. Mình sẽ cả đến đi đến trường là rất dễ rồi, đúng không ạ? Go to school. Go to school. Với cả câu sẽ là I have to go to school now. I have to go to school now. Good job. Now let's practice. Try to translate these sentences in English by using these structures. I have to do something. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một số câu để chúng ta luyện tập cùng với nhau nhé. Number one, tôi phải nộp bài luận của mình chậm nhất vào ngày mai. Number two, tôi phải đi vào nhà vệ sinh. Number three, tôi cần phải rời khỏi ngay. Number four, tôi phải chuyển trường. Ok. Bây giờ các bạn sẽ dừng video clip khoảng 2 phút để tự làm nhé. Sau đó sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn. Yes, and here are the answers. The first one, tôi phải nộp bài luận của mình chậm nhất vào ngày mai. Mình có cụm từ nộp bài luận, đúng không? Khi mà mình nói là nộp bài luận như thế này thì mình hiểu là nộp tức là đi đến trường rồi nộp cho thầy, đúng không? Thì mình sẽ có cụm từ rất là hay, đó là hand in my essay. Hand in my essay tức là theo hình thức là nộp bằng tay á, tức là nộp trực tiếp á, không phải là nộp qua email hoặc là gửi qua hình thức khác. Ok, thì là nộp trực tiếp mình sẽ có cụm từ là hand in somebody essay. Hand in something, đúng không ạ? Gửi cái gì đó. Cả câu sẽ là I have to hand in my essay by tomorrow. Trước ngày mai, đúng không ạ? Chậm nhất vào ngày mai, tức là trước ngày mai, đúng không ạ? Thì mình sẽ cụm từ là by tomorrow.
by tomorrow. Rồi, cả câu sẽ là I have to hand in my essay by tomorrow. Good job. Number 2. Tôi phải đi vào nhà vệ sinh. Câu này dễ đúng không ạ? Đi nhà vệ sinh mình sẽ có cụm từ là go to the bathroom. Go to the bathroom. Và cả câu sẽ là I have to go to the bathroom. One more time. I have to go to the bathroom. Good job. Number 3. Tôi cần phải rời khỏi ngay. Cái từ rời khỏi, động từ rời khỏi, rời đi là gì ta? Leave. Ok, leave. Và cả câu sẽ là I have to leave. I have to leave. Number 4. Tôi phải chuyển trường. Yes. Cái cụm từ chuyển trường là gì nhỉ? Mình có cụm từ là switch school. Switch school. Cả câu sẽ là I have to switch school. I have to switch school. Good job. Revision. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tổng hợp lại một số cụm từ mà chúng ta cần lưu ý bằng cách sử dụng mind map hay còn gọi là sơ đồ tư duy nhé. Rồi, mọi người lưu ý là mình sẽ học cấu trúc ngày hôm nay thì cái cấu trúc đấy Thanh sẽ đặt ở giữa cái sơ đồ mind map đó. Mình sẽ học cấu trúc là I have to và đằng sau cộng với verb đúng không ạ? Rồi, nếu mà Thanh muốn nói là tôi phải đi đến trường thì các bạn nói thế nào ta? Good job! I have to go to school. One more time. I have to go to school. Number 2. Khi mà Thanh muốn nói là bây giờ Thanh phải đi ngủ, bây giờ tôi phải đi ngủ muộn. Ok, thì mình nói nào ta? Yes. I have to go to bed late. I have to go to bed late. Rồi, nếu mà Thanh muốn nói là tôi phải thức dậy sớm thì mình nói nào nhỉ? Get up early. Cả câu sẽ là I have to get up early. I have to get up early. Bây giờ Thanh nói là tôi phải chạy để bắt kịp xe buýt. Cả câu sẽ là gì nhỉ? Great. I have to run to catch the bus. I have to run to catch the bus. Rồi, nếu mà Thanh nói là tôi phải nộp bài luận của mình thì mình nói nào nhỉ? Cái cụm từ nộp bài luận hay ha. Hand in somebody essay. Mình sẽ có câu là I have to hand in my essay. I have to hand in my essay. Còn nếu mà Thanh muốn nói là tôi phải chuyển trường bây giờ thì mình nói nào nhỉ? Yes. I have to switch school. I have to switch school. Yes, you see, this question ties is so useful. That's why I want to help you to learn it. If you like to learn more with me, make sure you're subscribing right now by clicking on the big red button. I love you guys, my awesome English learners, and I can't wait to see you soon. Bye for now.